Hôm nay à, bé có làm cơm tắm chay để ngày mai cô bé bán. Rồi sẵn à, cô bé cũng chia sẻ công thức của cô bé làm cho các bạn về làm thử để à, cho gia đình ăn. Nếu mà cảm thấy ngon thì các bạn làm giống như cô bé. Nếu mà các bạn không có thời gian làm, có thể lại quán cô bé à, ủng hộ. Một tháng cô bé bán cơm tắm 4 ngày. Là ngày nào? Ngày 24, 18, mùng 8, rồi 28. Đó, đường chợ Nguyễn Chí Nghĩa, số nhà 168. Nếu mà các bạn không thời gian làm để cho gia đình dùng thì các bạn có thể lại đây ủng hộ giùm mình. Thì cái quán chay của cô bé là ở 2168 Nguyễn Chí Nghĩa ở quận 8 nha các bạn. Nếu mà các bạn có dịp mà ghé qua quán cô bé ăn thử. Quán chay của cô bé làm rất là ngon mà lại giá lại rẻ bình dân nữa. Các bạn ghé ủng hộ nha. Đây là thao sườn chay ăn với cơm tấm. Thao sườn này có gì trong đây cô bé? Này cô bé ướp gia vị, bột ngọt, rồi tỏi, tiêu, dầu ăn, phi lên. Mình ướp cái sườn này xong rồi mình đem lên mình chiên. Mình ướp trong bao lâu cô bé? Ướp khoảng chừng 2 tiếng cho nó mềm, miếng sườn nó có dắt dầu để mình chiên nó không có bị cứng sườn, Cái nó sườn này dẻo. là mình mua ở đâu cô bé? Mua ở tiệm chay á, tiệm mấy người bán đồ chay, tiệm mấy tiệm lớn á. Sườn này là cơ bằng sườn đặc biệt đó nha, sườn này là sườn ngon nhất trong các loại đồ chay, là sườn này là ngon nhất á. Vậy là sườn này mình nói mình mua loại sườn đặc biệt để làm Nó cơm sườn tấm, cốc lết. sườn cốc lết. Sườn cốc lết á, chứ không là sườn mà thứ sườn mà cái miếng miếng khô mà xé ra cái sườn đó này nó không có ngon, lại rẻ tiền mà ăn nó không có đúng như là mình ăn cơm sườn thiệt vậy đó. Rồi, giờ mình đem lên bếp mình chiên. Chỉ chia sẻ cho các bạn về đặng ở nhà có làm cơm tấm ăn hoặc là tải tiệc cho bạn bè đồng này kia cũng vẫn được sườn này. Sườn xong rồi cái mình qua mình làm chả, mình chiên khoảng bao lâu cô bé? Lẹ lắm, chiên trong vòng chừng 10 phút rồi hết thao sườn này à. Không, mình chiên mình thấy nó như thế nào mình mới lấy ra. Thì nó vừa chảo qua chảo lại mình thấy nó vừa vàng thôi, đừng để cho nó khét. Nó vừa vàng như vậy là mình gắp ra được rồi, bởi mình không có dám chiên nhiều, cái chảo bự là lý do đó đó. Bây giờ mình để chảo bự nó sẽ đi khét, mình chảo không có kịp, sườn nó mau, tại nó cũng đã chín rồi. Rồi bữa nay là mình chỉ chiên lại cho nó ngon thôi, nó vàng thôi đó, mình phải chảo qua chảo lại rồi đó, nó vừa vàng thì mình sẽ gắp ra. Vậy là gắp ra được rồi. Rồi gắp ra như là được rồi, để nó khét quá ăn nó không có ấy, nó không sức khỏe. Như vậy là mình gắp ra được rồi. Rồi đó là được rồi. Đó là món sườn đây, là chỉ mấy cái món này là mấy cái quán lớn, mấy cái tiệm lớn á nó mới dám bán cái sườn này, còn mấy cái quán mà bán như là nhỏ nhỏ là không có dám mua sườn này đâu. Cái sườn này nó cũng mắc hơn, mua một ký sườn này hồi xưa mà mua một ký sườn này gấp ba ba ký sườn kia luôn á, ba ký sườn thiệt, cốc lết thiệt á. À mắc vậy á. Rồi bây giờ thì nó tương đương là khoảng một ký mấy sườn này. À, sườn mặn hồi xưa mà sườn mặn nó có 60.000 là sườn này gấp 3 lần á, một ký sườn này mua được 3 ký sườn mặn á. Tại vì họ ăn là học phá ăn sườn lắm, mấy cái quán lớn nó bán mấy chục ngàn một phần á, nó mới dám bán cái sườn này. Mình sẽ giảm nhỏ lại, giảm nhỏ rồi giảm bớt nhỏ lại. Sườn này mua bao nhiêu một ký vậy cô bé? À, 195.000 một ký luôn. Mắc dữ vậy. Tết này còn có nữa đó. Bây giờ mình làm chả chay ăn với cơm tấm nha. Rồi giờ tới mình làm chả nè con. Thì trong đây có cái gì vậy cô bé? Cô bé chỉ cho con biết là trong đây là củ sắn. Coi như là một ổ á, có thể mình nói ra cho người ta biết ta làm luôn. Một ổ á, nếu mà cái ổ bằng cái sừng như thế này nè, là một ổ vậy là 100 g củ cải đỏ, nửa trăm nửa ký củ sắn, 600 g củ sắn là khoảng 8 trứng hột gà. Rồi trong cái này á là củ sắn, củ cải đỏ, núm mèo, bún tàu,
hành tím. Đó, bên đây là cô bé làm 3 ổ, là 1,8 kg củ sắn, là 300g củ cải đỏ, rồi 100g nấm mèo, khoảng độ chừng nửa trăm gram củ hành tím bầm bỏ vô, với lại cái bún tàu, mình đưa cái bún tàu này cho người ta biết cái bún tàu này là cái loại bún tàu ngon nè. Làm ba một lọ nó là 8,000 đồng nè. Bây giờ mình làm ba cái này là làm bằng bún tàu ngon bún hả? Tàu này bún tàu cộng dài như vậy nè, nó mình cắt nhỏ nó dễ hơn là cái bún tàu lọn. Chứ còn làm cái bún tàu lọn là không thể nào con làm được, nó cuốn lại rồi con đưa ra con cắt không có được. Con làm cái bún tàu này nè mà con làm ba ổ với cô bé thì nó chỉ một lọn gì 8,000 đồng, nhưng mà mình làm hôm nay là 3 phần nên mình làm 2 phần, mình chừa ra 1 phần là 2 phần là làm được 3 ổ. 3 ổ chả thì mình canh ra mình làm. Với một đoạn này là mình làm được 4-5 ổ đó. Đó là con bỏ vô cái con sắc nhuyễn hết. Rồi cái con trộn đường, bột ngọt, muối vô, tiêu vô. Nó không có đường quên. Bột ngọt, muối, tiêu. Con trộn cho đều lên vậy nè. Đó bây giờ cô bé bỏ bột ngọt, tiêu, đường vô nè. Còn củ sắn là mình phải vắt nước. Củ sắn vắt nước bầm. Củ cái đỏ bầm. Nấm mèo bầm. Rồi cái gì đó. Cái bún tàu cũng phải sắc nhỏ. Đó. Vậy là giờ mình nêm muối. Nêm muối coi như là 3 ổ này á, cô bé nêm khoảng chừng 1 muỗng canh muối, không tới, 1 muỗng canh lưng thôi. Rồi với lại 1 muỗng canh bột ngọt nữa là 3 ổ á. Đó. Khoảng chừng 1 muỗng cà phê tiêu. Muỗng cà phê tiêu á con. Đó, cô bé trộn đều lên. Đó. Trước khi con làm á là con phải chán một miếng dầu ăn vô cái sửng khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Như con chán trước con để đó đó, cho cái dầu ăn nó thấm vô cái sửng, đặng mình nảy chả không có bị dính. Rồi xong rồi trước khi con chán vô xong để đây. Rồi con lấy một cái bao ni lông. Bao ni lông như là bao ni lông con đựng gạo, đựng bao gạo đồ gì cũng được nè. Đó bao ni lông mỏng đựng nó vô lông dày. Rồi con lót vô như vậy nè. Đó. Đúng không? Rồi bắt đầu cái con mới là khoan, để quả trứng này nó lỡ hơi bể rồi, cô bé mày đập vô đây luôn. Đó. Cái này nó hơi bể rồi, cô bé đập vô luôn. Rồi bắt đầu cô bé mới chia ra một cái chảo này là cô bé chia ra là một cái sửng vậy nè, là nướng một sửng, là một chảo gì chia ra 3 sửng đó. Thì nãy cô bé có nói rồi là 600g đó. Ủa trứng bé không quậy lên hả? Quậy nhưng mà tại nãy trứng này nó hơi bể. Rồi một sửng vậy nè. Đó là tụi con dùng là 8 cái trứng là hồi nãy cô bé sửng đã, vậy là 8 cái trứng. Hồi nãy cô bé đã bỏ 2 trứng ở dưới rồi, bây giờ cô bé đập thêm 6 trứng nữa, đó là 8 trứng. Rồi lát còn 1 trứng dùng để mình để trên mặt mình chét nữa. Trước khi chả nó còn chín mình chét chả lên mặt á cho nó ngon. Cô bé mình nó hơi nhích một tí xíu, cô bé xài 9 trứng rồi con trộn cho nó đều như vậy nè. Đó, trộn cho trứng nó đều với lại cái đồ nó vừa như vậy nè. Mình lát con hấp lên nó mới ngon. Này, con đổ vô đây cho nó gọn. Rồi, cái sửng đầu thì mình bỏ con sửng gì á, là sửng đầu á là con phải hấp là 50 phút. Tại vì cô bé đã hấp sửng đó là nó tới nửa nồi nước lận. Rồi giờ đem lên bếp nè. Đây là sửng này mình phải hấp. Sửng này mình hấp là sao mà lại hấp? Hấp trong vòng bao lâu? Sực nè, lại cho lấy chế nước hơi nhiều. Sửng này là tại vì mình hấp cái nước nhiều nên nó nóng nóng nước lên, là cái sửng đầu tiên này là phải hấp 50 phút. À. 50 phút nó mới chín. Còn cái sửng sau á là mình chỉ hấp có 35 phút thôi. Đó rồi mình đợi lên, mình đợi lên bắt lên. Đó, sửng này là phải 50 phút, canh đồng hồ 50 phút. Biết rồi đó. Là mình lấy cái này là mình để trên mặt tạo lên cái hộp gà, cái mặt nó ngon. Mình khỏi cần tách lòng đỏ luôn hả cô bé, mình để nguyên trứng thì cũng được. Không có, đánh lên chứ, đánh lên vậy nè. Ý con hỏi là khỏi tách lòng trắng ra phải không? Thì nếu mà nhiều quá 3 trứng chắc tách ra bớt 1 trứng đổ vô đó, lấy 2 trứng trồng trắng thôi mà 3 trứng trồng đỏ. Này là mới có 2 trứng nè. Vậy là cô bé lát cô bé làm thêm ổ chót cô bé đập nữa, cái đập trước nó không ngon. Giờ bé chế hộp gà xong rồi, giờ bé đậy lại, bé đang làm khoảng chừng 10 phút nữa là bé lấy ra, bé nướng.
coi như là hấp chín rồi. Bây giờ cô bé lấy, cô bé hấp cái bao ni lông ra nè, đó. Cô bé lấy bao ni lông ra, đó. Rồi bắt đầu cô bé để lên bếp. Giờ cô bé để lên bếp nè. Cô bé không có nướng than mà không có nướng cái lò nướng. Cái lò nướng thì chảng không có thơm, mà nướng than thì nó dơ. Bây giờ cô bé nướng bếp ga, cô bé dặn mới ban đầu cô bé dặn lửa mạnh làm cho nó rút hết cái dầu mà ăn chán ở trong cái sửng á, để cho nó ráo cái dầu đó, ăn miếng chả nó mới ráo. Rồi bắt đầu cô bé giảm lửa nhỏ lại, cô bé nướng khoảng từ 15 tới 20 phút rồi chả nó sẽ chín. Cô bé lật ra hai bên, giờ cô bé nướng bật dưới trước cô bé nè, dặn cho nó ráo nè, dầu đang sôi lên đó đó. Bây giờ rút cái dầu cho nó ráo đi, nó ráo đứt ra chả. Rồi cô bé mới giảm lửa lại nè, đó. Cô bé giảm lửa lại là cô bé nướng riu, cô bé xay từ từ đó. Cô bé giảm lửa lại nhỏ đó, rồi cô bé mới xay từ từ vậy nè, đó. Cho chả nó đều hết nguyên một vòng. Rồi xong rồi cô bé đắt chín ở dưới, cô bé mới đẩy xuống, cô bé ụp kêu đây. Cô bé nướng lên cái mặt trên nữa là xong. Cô bé nướng xong rồi đó, hai mặt luôn, mặt dưới mặt trên. Ngon không? Vàng mà thơm, ngon, không khét. Này bún tàu mình trụng nước sôi hả cô bé? Trụng nước sôi. Trộn thính, mình trộn với lại thính. Rồi mình bao tay vô là mình trộn nó mới thấm bụng bì, nên mình phải bao nhiều ra sạch sẽ, mình phải bao mình phải trộn thì mới thấm. Tại vì cái này có bao tay vô nó không có thấm, nó không có sát vô cái cọng bún, không cái, có xé được. Rồi mình có nêm cái gì không cô bé? Không, nước trộn thì có nêm gia vị vô. Mình bỏ cái gì vô cô bé, gia vị gì? Muối, bột ngọt. Mình trộn cho nó thấm cái cọng bún, nó không có bị lạc cọng bún. Thôi mình xé tơi ra. Xé tơi ra với lại thính. Vậy là xong món bì. Rồi xắt chả vô nữa. À chả, chả là chả lụa chay hả cô bé? Chả lụa. Rồi thêm. Rồi khoai lang tây chiên giòn. Trộn vô. À. Có khoai lang tây nữa, khoai tây bào sợ chiên giòn. Rồi thêm với lại chả lụa mình xắt sợ sợ bỏ vô. Vậy là mình một ký gạo là mình chế nước cho khoảng chừng một lóng tay. Rồi bỏ một miếng mấy cọng lá dứa vô. Rồi, rau mình nấu cho nó thơm. Sôi lên là mình chín, là mình xới cơm cho nó đều. Rồi cơm nó thơm mà nó. Là chả nè. Cái này là sườn đã làm xong nè. Cái này là chả với lại hem cắt nhuyễn, lá hồi mình bỏ vô bì nè. Đây là thao bì nè. Bì làm bằng bún tàu với lại thính. Còn bên đây là nước mắm cô bé làm sẵn rồi. Khi nào ăn thì bỏ tỏi với lại ớt vô nè. Còn cái này là nước để ngâm đồ chua. Dạ. Nhưng mà khi nào ăn thì mình mới nhận vô. Đây, đây là chả, là sườn với lại bì, cơm tấm. Đây. Đây là chả hôm qua bé làm các bạn ơi. Vẫn chưa. Còn đây là bì nè. Bì thì sáng ra bé chọn chả với lại hem xác nhuyễn từ hôm qua vô. Mỡ hành nè, mình rất thích ăn mỡ hành các bạn ơi. Đồ chua. Đây là sườn. Sườn mình cắt ra. Đó. Quá trời hấp dẫn luôn. Các bạn cứ về làm theo công thức của bé chỉ thì rất là ngon luôn. Để mình thử miếng chả hôm qua bé làm coi.